Dạ vâng, lời đầu tiên em xin phép được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhất Long Audio. Có địa chỉ là ngõ 14 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại là 0354488888. Và tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, em lên sóng cho quý vị và các bạn ở một chiếc âm ly đài của hãng Sansui G-Saver 7070. Và chiếc âm ly này về với shop bên em là trong tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhá. Tất cả là còn mọi thứ là còn zin nguyên bản và hoạt động được đầy đủ tất cả các chức năng. Và em sẽ quay qua một lượt để cho quý vị và các bạn có thể ngắm được hay là chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc âm ly này nhá. Tất cả còn mọi thứ là rất là sáng các bác nhá. Vỏ gỗ rất là đẹp ạ. Và bên trên này là một có một tấm lưới là để tản nhiệt các bác nhá. Vuông thành sát cạnh luôn ạ, rất là đẹp luôn ạ. Mặt là được thiết kế với mặt phay nhôm trắng xước ngang các bác nhá. Các lốm lút rất là đẹp luôn. Các lốm lút tinh chỉnh là rất là đẹp luôn ạ. Không một vết xước, lông mèo, lông trượt gì các bác nhá. Và bên trên là dàn đèn hiển thị của FM và AM. Và cũng như là em cũng mở sẵn cái ốc vít này ra rồi, ốc bảo vệ của lắp ra. Một lát nữa em sẽ mở cái lắp bảo vệ ra để em quay cho quý vị các bạn để xem được gọi là lòng phèo của âm ly này nhá. Âm ly Sansui G-Saver này là 70, model là 7070. Và em đang sử dụng với nguồn điện là 220V nhá. Âm ly này sử dụng là nguồn điện là đa cầu điện các bác nhá. Có thể đánh được tất cả là hai cầu loa cùng một lúc ạ, AB và A cộng B các bác nhá. Về bên này là cổng vào của tín hiệu ạ. Với một chiếc âm ly đẹp như này mà em cũng đang bán cái giá rất là hấp rất dẫn các bác nhá. Và đây em cũng sẽ tháo cái lắp vỏ gỗ này ra để cho các bác có thể là chiêm ngưỡng hay là xem cái độ vẻ đẹp của em nó nhá. Đây vỏ gỗ đây các bác. Ra đây ạ. Sắt xì là còn rất là vàng, rất là đẹp nha các bác nhá. Không một vết than rỉ hay như thế nào ạ. Tất cả còn rất là đẹp luôn ạ. Tất cả còn rất là sáng, rất là đẹp các bác nhá. Đây, em quay cận cảnh cho các bác xem là sắt xi là còn rất là đẹp, rất là vàng luôn. Không một chút gọi là han rỉ gì các bác nhá. Và về với bên em là trong tình trạng là đẹp xuất sắc luôn ạ. Cũng như là các bác mua hàng bên em là em có bảo hành, bao zin, bao test trọn đời cho các bác luôn. Và em cũng xin báo giá cho các bác luôn là chiếc âm ly này là bay nam đang bán với giá là 22 triệu các bác nhá. Chỉ có 22 triệu ạ, mà một chiếc âm ly rất là đẹp ạ. Và các bác cũng đừng quên ấn cho em một nút đăng ký ở góc phải bên màn hình để được nhận những video hay là sản phẩm mới nhất từ bên em. Và cũng như video clip ngày hôm nay, em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.